Dạ, anh xin kính chào cô chú đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Và trước khi vào clip thì con cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ bọn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại là ngày 18 tháng 7, hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu một số cây linh sam 86 mà loại vô dây uống sẵn ha. Thì một số cây thì uống dáng bay, còn một số cây thì uống dáng trực. Nó thì những cây dáng bay này về cô chú mình muốn trồng dáng đổi dáng gì đó, thì cô chú mình về sửa tí xíu nữa là ok, đẹp đó. Thì ưu điểm của nó là vườn con đã chăm sóc tươi tốt, khỏe mạnh, thì cây đang vô dây sẵn, thì về cô chú mình sửa lại tí xíu, hoặc là cô chú mình xài theo cái phơm mà đã uống rồi cũng được. Nó nói chung là uống để cơ bản cho cái tạng nó tròn tròn, để cô chú mình cắt tỉa lâu ngày nó sẽ thành nó sẽ kín tạng, và cô chú mình chơi bông ha, chơi bông chơi lá đó, và được ép chậu nhỏ sẵn luôn nha cô chú. Những cây linh sam 86 này á thì hiện tại vườn con đang giao lưu với giá là này, là hiện tại vườn con đang giao lưu với giá là 5 cây 400 ngàn, vườn con bao ship luôn nha cô chú. Thôi con bán 5 cây 399 ngàn đi 5 cây 399 ngàn bao ship nha cô chú. Thì những cây này về cô chú mình ghép vô tiểu cảnh cũng được, tại vì vô dây sẵn rồi, nhưng mà cô chú mình phải cắt tỉa thường xuyên nha, cắt cho nó theo cái phơm đó đó. Đó, cây một cốt có, còn cây hai cốt thì ít nha cô chú. Cô chú mình thấy ưng thì alo vườn con nha. Cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con trong thời gian qua.